Hello mọi người, trở lại với kênh Hoàng Linh Vlog nha. Nay mình sẽ đi câu cá mọi người. Câu cá rô bằng ngoài ong, bắt được mấy tấu ong à. Còn tối nè, để chút xíu mình quay cận cảnh cho mọi người xem. Đó, bây giờ mình sẽ câu ở dưới cái dũng này nha mọi người. Đó, mọi người thấy có cá không? À, dưới cái dũng này nè. Mình bắt được mấy tấu ong nè. Tổ to to, tổ cũng nhỏ. Đó, mọi người thấy không? Tổ ong này bắt nè. Nó bắt được cái tổ nhỏ nên là mà tổ này không câu được mọi người, con rất là bé đó. Câu mồi ong nha mọi người, bắt đầu tiên nha. Mùa này cá ăn lắm mọi người, mùa này xả nước mặn vô cá nó nhát rồi, câu là dính cũng không được cá to đâu, nhưng mà rất là ít cho nó ít ăn luôn đó. Ghẻ mọi người thấy cá thân nhất không đó, đó. Rồi tiếp tục thả xuống nha. Đó, nguyên một bầy cá dưới luôn mọi người. Đó, nó ụt quá trời, cá rô không ạ. Đó, ghẻ. Đó, lên một con. Ồ, cá chút xíu siêu rồi mọi người. Rô mùa này vậy là ok lắm rồi đó. Nước mặn xả vô mọi người nên nó không được to đâu. Đó, lên con to, con to. Đó, em cá rất to mọi người. Rồi tiếp tục nha. Rồi. Câu bên kia không dính mà chuyển qua đây câu xem dính không. Nó ăn này, ăn này. Rồi sảy rồi. Ê mẹ không cho. Đó nó, thì bỏ xuống ăn tiếp nữa. Trời ơi, dính con tôm luôn kìa mọi người, nhìn nè. Con bé nó câu dính con tôm nè. Đây. Người thấy không? À, câu dính con tôm luôn nè. Đó, à, cái lưỡi câu nó móc vô luôn nè mọi người thấy không? Đó. Con tôm dính nó móc vô luôn đàng hoàng luôn nè nha. À, chứ không phải là dính ngoài mọi người. Đó. Một con tôm. Đó, dính con nữa mọi người. Con bé câu dính con nữa nè. Đấy, dễ qua. Đó, một con cá rô. Đây, một con cá rô rất là to mọi người. À, nó móc vô cái mỏ này. Đó. Nó ủ nha. Em